Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với bạn Đinh Công Thiệp, người dân tộc Mường và ở Hòa Bình này. Thiệp thân mến, là hôm nay Check In Việt Nam có mặt tại Mai Châu, Hòa Bình của mình, mà anh thấy là ở đây có một cái bè cá rất là hoành tráng luôn. Nuôi bao nhiêu loại cá tất cả Thiệp? Có anh này thì ngâm nuôi thì có 6-7 loại cá. 6-7 loại cá. Em làm cái công việc này lâu chưa? Làm được 3 năm nay anh ạ. 3 năm nay hả? Nhìn vào cái thủy điện sông Đà này thì chúng ta lợi thế của ta là cái mặt hồ này, chúng ta sẽ đầu tư các con cá để cho nuôi, xong lại chúng ta sản xuất ra cái thị trường như các nhà hàng này, các resort của Mai Châu là đa số là em sản xuất họ hết. Đúng rồi, anh thấy rất là nhiều cái resort Mai Châu lấy cái nguồn cá từ cái khu vực của em. Vâng. Mà ở đây thì du khách tới là anh thấy là bơi lội tung tăng, mà nói chung mọi người rất là thích. Vâng. Vừa có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ở đây, vừa bắt cá tươi lên ăn và chế biến. Và theo em thì khi mà mình bắt ở đây thì cá mình sẽ chế biến món gì là ngon nhất? Thì ở đây thì đa số là món cá nướng là đặc sản của chú nhận chú như bè này, cá nướng này, cá hóc, cá trộn. Vâng. Nó tươi rất, nó có cá tươi, cá tự nhiên luôn. Vâng. Mình không có nêm nếm gia vị với bà nướng, nó nướng luôn. Vâng. Thì thường khi con cá nào mà mình nướng là ngon nhất? Thì đây là cá lăng và cá, đa số là cá lăng nướng được nhiều ngon nhất, cá thiểu, cá ngạnh, các loại cá sạch sông Đà, cá nào cũng ngon anh ạ. Coi như là cá sông Đà là coi như là đỉnh của đỉnh rồi đó. Vâng. Coi đi tới đâu anh thấy cũng nhiều cái món ngon, nhiều cái vật lạ, và tới Mai Châu Hòa Bình cũng vậy. Khi mà nghe nói cá mọi người nói là đó, giống như em chia sẻ là cá sông Đà là làm ngon, mà thực ra chỉ cần nướng hoặc hấp sơ thôi là nó đã ngọt, thịt nó rất là ngon rồi. Nó đầy đủ cái nguồn dinh dưỡng. Thưa quý vị, lúc này thì Check In Việt Nam Vòng Phúc đang có mặt tại Avada Retreat, một cái resort khá là đẹp tại Mai Châu Hòa Bình. Và thật là tuyệt vời khi chúng ta sống trong một cái môi trường không gian rất là ấm áp, và nắng thì ở ngoài chói chang, ngay tiếng suối róc rách, và đặc biệt là cái không gian ở đây sẽ làm cho chúng ta cảm thấy muốn thưởng thức những cái món ăn ngon đặc trưng ở Mai Châu Hòa Bình. Kế bên Hồng Phúc lúc này là đầu bếp Bùi Hồng Luân, bếp phó của Avada Retreat. Chào Luân. Chào anh ạ. Luân ơi, anh thấy là tới đây mà được ăn những cái món ăn ngon của đặc sản của địa phương mình thì quá là điều tuyệt vời. Và hôm nay anh thấy trên bàn có rất nhiều món ngon luôn, Luân có thể giới thiệu và chia sẻ với khán giả trẻ Việt Nam từng món và thuộc dân tộc nào được không? Dạ vâng ạ. Món đầu tiên anh đến với Avada Retreat đó là món gỏi cá lăng ạ. Gỏi cá lăng là bọn em đánh lấy từ cá lăng sông Đà, là nguồn nước rất là sạch luôn và đảm bảo chất lượng của con cá. Món thứ hai là món chả cá lăng, là cũng là món đặc sản của đất Hòa Bình ạ. Và món tiếp theo là món của người Thái. Món người Thái này là của người Thái bản địa, là sau mỗi vụ cơm mới thì họ sẽ tổ chức làm cái lễ gọi là lễ cúng cơm mới, là làm theo có món cá suối, có ngọn su, với lại có thịt lợn bản ạ. Món tiếp theo là món của người Mông. Người Mông gồm có vịt, xôi nếp nương và cải mèo. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức món nào trước nè? Món đầu tiên là em mời anh là món gỏi cá lăng ạ. Gỏi cá lăng ha, đây ha, đây thử trước. Thơm rồi đó, thấy vị thơm, thấy mùi nó rất là thơm nha. Thịt cá nó rất là ngọt, mà nó không quá chua, không quá mặn, mà nó rất là hòa quyện với, anh thấy nó có cà chua nè, có đậu phộng nè, ít rau mùi nữa. Ngon nha. Sau khi gỏi xong mình thưởng thức món nào nữa? Món tiếp theo mời anh Hồng Phúc là món chả cá lăng ạ. Đây là chả cá lăng đúng không? Có nước chấm gì không hay là chỉ có nó đã sẵn đậm đà sẵn rồi? Bọn em là đậm đà sẵn rồi ạ. Cái gỏi cá cũng uống là vừa vặn nha. Cái món này chắc là các bạn nước ngoài rất là thích đúng không? Dạ vâng, khách nước ngoài rất thích những cái món cuốn cuốn đấy nè. Đây là cái món rất là nổi tiếng của người Mường là món cơm lam. Dạ. Nhưng mà anh thấy là có màu tím và màu trắng. Dạ vâng. Đúng không? Là thật thường thì anh thấy cái màu tím này mọi người hay ăn nhiều hơn. Vâng. Vì sao ta? Nó có vị thơm của cái... Nó vị thơm tại vì màu tím bọn em làm bằng gạo nếp cẩm ạ. Rất là ngọt, nó giống như có vị chuối, vị đậu gì mọi thứ trong đấy. Trong bọn em là nấu bằng nước dừa. Nước dừa đúng không? Không hàng chi. Nó béo mà nó rất là thơm mọi người, mà cái mùi ngậy của nước dừa nó làm cho dễ chịu. Cảm ơn Luân. Hôm nay Luân đã cho Chị Việt Nam thưởng thức tất cả các món ăn ngon nhất. Theo một cái phong cách anh thấy rất là quý tộc, kiểu như là hoàng cung mới kiểu. Cảm ơn Luân rất nhiều.